Tổng mũi long là từ khóa được nhiều người tìm kiếm nhất trên Weibo ngày 14 tháng 6, khi một blogger giải trí đăng tải loạt ảnh nam diễn viên hẹn hò với một cô gái. Phía nữ được xác định là Trần Thiên Ngọc, nữ diễn viên phụ trong bộ phim Tương Tư Lệnh mà Tống Uy Long và Angela Baby đóng chính. Cụ thể, cánh sân ảnh đã ghi lại được hình ảnh Tống Uy Long đi cùng xe với Trần Thiên Ngọc trong 2 ngày liên tiếp. Cả hai cùng nhau ra ngoài vào buổi sáng và trở về chung cư vào đêm muộn. Để tránh bị phát hiện, hai người không lên xe cùng một lúc mà cách nhau một khoảng thời gian ngắn. Được biết, Trần Thiên Ngọc sinh năm 2001, là con gái của CEO công ty truyền thông ảnh thị Thượng Hải. Đây là công ty sản xuất Tương Tư Lệnh và Thất Căn Tâm Giản, hai bộ phim Tống Uy Long đóng vai nam chính. Trần Thiên Ngọc từng là thủ khoa kỳ thi đầu vào của Học viện Hí kịch Thượng Hải năm 2019. Thông tin Tống Uy Long và Trần Thiên Ngọc hẹn hò nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên các mạng xã hội ở Trung Quốc. Trần Thiên Ngọc là con gái của nhà sản xuất Tương Tư Lệnh, lại là thủ khoa đầu vào của Học viện Hí kịch Thượng Hải. Tống Uy Long thật sự treo cao, vì thế anh ấy có bị coi là ở rể không nhỉ? Hóa ra tiểu sinh yêu đương là Tống Uy Long, anh ấy thực sự toàn yêu người đẹp, Lâm Duẫn, Triệu Giai Lệ, giờ là Trần Thiên Ngọc. Những người bạn gái của anh ấy đều rất xinh đẹp, hơn nữa đều rất đặc biệt, mỗi người một phong cách. Kỳ thực rất đẹp đôi. Các bạn nghĩ sao trước tin đồn hẹn hò của Tống Uy Long và Trần Thiên Ngọc? Hãy chia sẻ cùng Dư Showbiz nhé!